rồi đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi của em. Mọi người xem hàng mua thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết nối với Zalo. Xem video thì mình bấm vô cái chế độ HD để mình xem nha anh em. Bấm chế độ HD để xem cho nó rõ, nó nét mấy cái chi tiết món hàng. Rồi theo dõi kênh thì mình bấm vô cái chỗ đăng ký, cái nút đăng ký màu đỏ đỏ để được cập nhật mấy cái video mới mới đăng lên, nó thông báo về cho mình biết nhanh. Rồi em cập nhật ở mấy cái món hàng đã bán rồi ở ngay chỗ tiêu đề bài á, nên em bấm vô cái tiêu đề thì thấy ở dưới cái phần thông tin của cái video nó có cái em cập nhật ở đó. Rồi hôm nay là cái video 33, video 33 giới thiệu mấy món đồ. Đây là cái mỏ lết nhẹ lobster con tôm anh em, đây còn rất là đẹp luôn, mỏ lết mã 36 là nó kích thước là 24. Đây, cái miệng của nó nè, 36 anh em, 36 nó mà ngậm được ốc 36, 36 ly. Đây, ok, mỗi lớp nhẹ ha. Đây là cái đường kính đó nè, độ dày của cái mỏ này 9 ly. Mã ra mỗi lết là 3301 300 ngàn. Tiếp theo là một cây thước thước dây ha. Thước 20 m. Đây thương hiệu này. Này tay quay. Đây, còn rất là mới luôn. Mới tinh này. Gần như chưa chạy vậy. Mét bước này dây thép nên nè, xài rất là nó dễ quay ha, chắc chắn. Đây bên trong thì cũng mới như ngoài vậy, mới hơn. Đây made in Japan nè, sản xuất nè. Đây logo mộc của nó nè, thương hiệu. Ok, cái thước Nhật 20 m mã là 3302 200 ngàn. Tiếp theo là một bộ dũa của thụy sĩ nha anh em, Whitmart. Đây thương hiệu là Theo Whit. Năm cây à, 246 cây, 6 cây nha anh em, 6 cây dũa, cây bầu nè, cây vuông nè, cây này cây bầu, cây tam giác, tam giác bẹt ha, này tam giác tù hơn nè, ba cạnh nè, này ba cạnh cân, con này bẹt, còn cây này bầu, khuyết, chân khuyết, cây này vuông, cây này thẳng, cây tròn. Nó có đóng mà Whitmart trên đây luôn nha anh em. Whitmart nè. Thụy Sĩ luôn ha. Dũa siêu nhỏ luôn nha anh em. Đây kích thước. Nó dài có 14 cm. Cái đường kính của cây tam giác nè. 3 ly. Cây tròn nè, 2 ly 8. Bộ này là chưa sử dụng nha anh em, còn mới luôn.
rất là nhuyễn luôn á, nó vỏ sắt rất là nhuyễn. Còn cây hẳn nè 5 ly, mỏng 1.3 ly. Ok, bộ dũa có mã là 3303, 300 ngàn. Tiếp theo là một cái lưỡi cắt. Đây, lưỡi cắt cắt gạch nha anh em, gạch cắt đá nè. Size của nó là 105, 1.7, 2.0. Lỗ 2.0 không dụng nè. Nó dày 1.7 nè. Độ dày. Đường kính là 105 ly không dụng. Để bàn sản xuất. Ok, dùng cho máy cắt đĩa nè, máy cắt gạch nè, hoặc là máy cắt cầm tay. Máy mài cầm tay á. Ok. Cái đĩa cắt có mã là 3304, 150 nha. Tiếp theo là hai cây cắt móng tay, cái size lớn nha anh em. Size nó rất là lớn luôn. Khá là lớn luôn á. Của Japan nè anh em, hai cây của Japan hết. Đây nè. Mấy cây của Nhật nó có cái hộp để đựng móng nè. Cắt rồi cái móng nó văng vô đây nè. Đây. Cái kích thước này nè. 10 11.5 cm, 12 cm nữa. Gần 12 luôn nè. Bán một cặp luôn nha nè. Cặp này có mã là 3305, 250 ngàn. Tiếp theo mình về được hai cái mũi khoan tường. Đây, mũi khoan tường ha. Khoan bê tông á, dành cho máy bê tông nha nè. Máy bê tông chui gài 16 ly nè. Đây, đầu hai cạnh ha. Đầu bê tông hai cạnh nè. Mũi cua đứt nha nè. Hẹp money bót. Bót 6 ly. Dài 200. Đây, chiều dài nó nè. Giờ 20 á, khoan được tường 20 nữa, 6 mm. Ok, mình bán hai mũi luôn nha anh em. Hai mũi này có mã là 3306, 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái bàn ủi. Đây, cái bàn ủi mini rất là đẹp nè, cái mặt nó rất còn đẹp luôn đó, sáng chân. Nó có công suất là 100W rồi nè, Toshiba, xài điện 100V. Đây mình có ổ điện nè, cắm cho thử nha. Rồi đây là tắt nè. Rồi mình bật lên nha. Nó có mấy cái chữ để ghi thông số này, nắm lên nóng lên nè. Cũng rất là nhanh nóng. Nóng rồi à, bật lên thì nó cháy đèn. Còn hoạt động ok ha. Cái này nó chóc sơn tí xíu nè ha. Cái này chóc sơn nè.
hay là cán nhựa. Ok. À, bàn ủi có mã là 3307 ha, 300 ngàn. Và tiếp theo là cái một cái cây để mình soi đồ ha, soi mình tìm đồ trong bị rơi rớt. Đây nó có kéo dài được nè, này điều chỉnh được nè. Ví dụ như mình muốn soi mình tìm trong cái hốc á, lấy cái kiếm này mình rọi vô, nó kéo dài ra là 70 nha nè, 70 cm. Thu gọn lại nè, thu gọn lại còn là 20. Ok, cái này của thương hiệu Engineer Japan. À, nó bằng thép nè anh em, nó bằng inox ha, thân này bằng inox nè. Ok, cái dụng cụ tìm đồ giặt ha, tìm đồ bị rơi, có mã là 3308 200 ngàn. Tiếp theo là một cái tua vít ha. Đây, cái vít nó gấp là được nha, bẻ nó vuông ra quay tự động luôn ha, quay nhanh ha. Rồi lấy mũi ra nha. Đây, nó có 24 cái mũi này, một cái mũi bao ke, hai mũi dẹt với cái mũi nhọn ha. Đây, bao ke là BH2 thông dụng ha, nó ngồi vô một xíu nữa lại. Sạc hoặc là gặp lại gì sạc cũng được. Cắt vô cái gọn. Đây nó có để là UK. UK design nha. Thiết kế. Ok. Cây tua vít này có mã là 3309 200 ngàn. Rồi cuối cùng là cái ổ cắm điện ha. Đây là tìm được một cái ổ cắm điện rất là ok. Nó hơi dơ tí mình chưa cái chùi luôn. Này lấy khăn ướt chùi cái ra. Còn nguyên tem nè. 5 mét. Ổ cắm này dây dài 5 mét ha. 6A 125V của Hataya, một thương hiệu rất là nổi tiếng về làm ổ cắm luôn. Ổ cắm nó là kéo ra rất là nhẹ luôn nè, đúng là cái thương hiệu nổi tiếng về ổ cắm nó làm có khác ha. Đó, rất là nhẹ luôn, quay vô cũng nhẹ luôn. Đây, ổ cắm hai thằng da. Kích thước nó nè, 8. Ngang nó là 17. Ok. Ổ cắm này có mã là 3310 350 ngàn nè. Chân đứng luôn nè. Ok. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.
Hẹn anh em trong các video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ.